Hello, xin chào các bạn. Trong bài 9, mình đã có đề cập tới article trong tiếng Đức, mạo từ trong tiếng Đức ở nominative, và mình cũng đã nói là trong bài 10 chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về article ở nominative và accusative. Giữ đúng lời hứa, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong clip 10 này mạo từ của tiếng Đức ở nominative và accusative các bạn nhé. Các bạn đã sẵn sàng cho bài học số 10 chưa? Chúng ta sẽ bắt đầu nha. Trước tiên thì mình sẽ ôn lại nominative ở bài trước để cho các bạn có thể nắm vững bài hơn. Như đã nói, nominative là cách một chúng ta sử dụng trong hai trường hợp. Nominative được sử dụng trong hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là khi thành phần câu làm chủ ngữ, thì thành phần câu này các bạn sẽ biến đổi mạo từ theo trường hợp nominative. Bây giờ mình sẽ lấy cho các bạn ba ví dụ để các bạn có thể nhớ lại bài cũ nha và nắm vững hơn. Ở ví dụ thứ nhất, chúng ta sẽ thấy mình sử dụng mạo từ không xác định. Ein Computer ist heute nicht so teuer. Ngày nay một chiếc máy tính không còn quá mắc nữa. Ở đây chúng ta thấy Ein Computer là chủ ngữ của câu nên mình sẽ sử dụng nominative, nghĩa là mạo từ không xác định ở dạng ein. Ein Computer ist heute nicht so teuer. Ví dụ thứ hai, mình sử dụng mạo từ xác định. Der Laptop da gehört Tom. Tại sao ở trong câu này mình có thể sử dụng mạo từ xác định? Bởi vì có từ da ở đây nghĩa là ở đằng kia. Tức là chiếc laptop ở đằng kia thuộc về Tom. Thì chiếc laptop ở đằng kia nó đã xác định rồi nên ở đây chúng ta sẽ sử dụng mạo từ xác định. Và trong trường hợp này thì chiếc laptop cũng là chủ ngữ của câu nên chúng ta sẽ sử dụng nominative, nghĩa là danh từ giống đực vẫn có mạo từ xác định là der Laptop da gehört Tom. Trong ví dụ thứ ba thì mình sẽ sử dụng mạo từ phủ định. Kein Mensch lebt auf dem Mond. Không có một con người nào sống trên mặt trăng cả. Thì ở đây cái mà chúng ta muốn phủ định là Mensch, tức là không có một con người nào sống ở trên mặt trăng. Phủ định danh từ thì chúng ta sẽ sử dụng mạo từ phủ định negativa article. Và ở đây kein Mensch là chủ ngữ, cho nên chúng ta sẽ sử dụng nominative danh từ Mensch, con người có giống là der. Và theo bảng nominative mà chúng ta đã học ở bài trước thì mạo từ phủ định của danh từ giống đực sẽ có dạng là kein. Vì thế trong câu này chúng ta sẽ nói là kein Mensch lebt auf dem Mond. Không có một con người nào sống trên mặt trăng cả. Trường hợp thứ hai mà chúng ta sử dụng nominative chính là sau động từ sein. Và cụ thể đây là cấu trúc das ist. Đây là das ist ein Telefon. Das ist kein Stift. Das ist eine Blume. Das Telefon chúng ta sẽ biến đổi sang mạo từ không xác định là ein Telefon. Đây là một chiếc điện thoại. Das ist kein Stift. Der Stift, cây viết, có giống đực và chúng ta muốn phủ định đây không phải là một cây viết thì chúng ta sẽ sử dụng kein. Das ist kein Stift. Và ở ví dụ thứ ba, das ist eine Blume, die Blume, và mạo từ không xác định của danh từ giống cái có dạng là eine nên chúng ta sẽ nói là das ist eine Blume. Mình tin chắc là đến đây thì các bạn đã nhớ lại bài cũ của clip số 9 rồi phải không nào? Và tiếp tục chúng ta sẽ chuẩn bị học article im accusative các bạn nhé. Các bạn đang thấy trên màn hình là hai cái bảng của article im nominative và article im accusative. Bảng 1 là bảng article im nominative thì mình đã sử dụng ở clip trước và mình sử dụng lại ở đây để các bạn có thể so sánh được sự khác biệt trong việc biến đổi mạo từ khi mà danh từ ở các cách khác nhau. Các bạn cũng sẽ nhìn thấy rất là rõ là trong bảng article im accusative
thì mình có gạch chân ở cột masculine là danh từ giống đực. Các bạn có nhận thấy sự khác biệt giữa các bảng không ạ? So với bảng nominative thì các bạn thấy cái gì khác? Chắc chắn là các bạn cũng nhận thấy ở cột masculine chúng ta có sự khác biệt. Thứ nhất, mạo từ xác định bestimmter article ở masculine là der thì sang accusative chuyển thành den. Mạo từ không xác định ở nominative là ein thì khi chuyển sang accusative chúng ta sẽ có là einen, đuôi en. Và mạo từ phủ định của giống đực ở nominative là kein thì sang accusative chúng ta sẽ có là keinen. Còn lại đối với các danh từ giống cái, giống chung và số nhiều thì các bạn thấy là bảng này không có thay đổi. Vẫn là eine, die, keine. Ein, das, kein. Số nhiều thì chúng ta cũng có là die và keine. Như vậy giữa nominative và accusative chỉ có khác biệt lớn nhất ở danh từ giống đực mà thôi. Tiếp theo sau đây thì chúng ta sẽ làm việc với các cái ví dụ để các bạn nhìn thấy rõ hơn. Mình sẽ phân tích bằng ví dụ để các bạn thấy là tại sao chúng ta sử dụng accusative, tại sao chúng ta sử dụng nominative. Nominative thì mình đã làm rất kỹ ở clip số 9 cũng như là ở phần trước của clip này. Cho nên bây giờ mình sẽ làm việc với các cái ví dụ để mình thấy rõ hơn cái mạo từ ở accusative các bạn nhé. Trong bài này thì mình sẽ lấy ví dụ với các danh từ giống đực để cho các bạn thấy rõ sự biến đổi của nó. Còn lại các danh từ giống cái và giống chung bởi vì nó không có nhiều khác biệt cho nên mình sẽ không có lấy ví dụ ở đây để làm kiểu cái thời gian độ dài của video. Ich esse einen Kuchen. Der Kuchen là bánh ngọt. Danh từ này là danh từ giống đực. Các bạn thấy ở đây khi mà mình nói là tôi ăn một chiếc bánh thì chúng ta sẽ phải biến đổi mạo từ Ich esse einen Kuchen. Nếu như ở nominative chúng ta nói Das ist ein Kuchen. Đây là một chiếc bánh thì các bạn sẽ sử dụng mạo từ là ein. Nhưng khi các bạn nói câu tôi ăn một chiếc bánh thì chiếc bánh trở thành vật bị chủ ngữ tác động cho nên nó sẽ phải ở accusative. Hay chúng ta có thể nói là tân ngữ Ich esse einen Kuchen. Ich là chủ ngữ, esse là động từ và Kuchen ở đây chính là thành phần bị chủ ngữ ich tác động vào. Cho nên chúng ta sẽ phải sử dụng mạo từ ở accusative. Và trong tiếng Đức thì thành phần này sẽ được gọi là accusative ergänzung. Đây là một cái ví dụ với mạo từ xác định. Der Rock ist schön. Ich kaufe den Rock. Trong câu này thì các bạn sẽ thấy danh từ der Rock là chiếc váy ở cả hai vị trí mà các bạn có thể so sánh rất dễ dàng. Ở câu thứ nhất, der Rock ist schön, thì der Rock là chủ ngữ nên chúng ta sẽ sử dụng mạo từ ở nominative nghĩa là der Rock. Ở câu thứ hai, ich kaufe den Rock, thì các bạn thấy rõ ràng là der Rock lúc này không còn là chủ ngữ nữa mà nó đã trở thành tân ngữ, tức là accusative ergänzung của câu thứ hai. Cho nên các bạn sẽ phải biến đổi mạo từ của nó thành den. Ich kaufe den Rock. Chiếc váy rất là đẹp và tôi mua chiếc váy. Mình nghĩ là trong ví dụ này các bạn có thể nhìn thấy rất là rõ sự khác biệt giữa nominative và accusative. Và bây giờ là ví dụ với một mạo từ phủ định. Tôi không thích phô mai. Thì các bạn đã biết là trong tiếng Đức nếu như mà mình muốn phủ định danh từ thì mình sẽ sử dụng kein, đúng không? Tôi không thích phô mai, tức là tôi hoàn toàn không thích một loại phô mai nào hết. Der Käse. Nhưng bây giờ mình nói là tôi không thích phô mai thì Käse ở vị trí là accusative ergänzung trong câu. Vì thế mà chúng ta sẽ nói là Ich mag keinen Käse. Ich là chủ ngữ, mag động từ thích và đến
Kaiser không thích thì bây giờ chúng ta sẽ phủ định Kaiser, chúng ta sẽ có là keinen Kaiser. Ich mag keinen Kaiser. Mình hy vọng là sau những ví dụ vừa rồi thì các bạn đã có thể nhìn thấy rõ hơn sự biến đổi của mạo từ trong tiếng Đức ở nominative và accusative. Việc biến đổi mạo từ chúng ta học theo bảng thì không có khó, nhưng cái khó của các bạn nói là tiếng Đức chính là việc các bạn không biết bao giờ thì sử dụng nominative và bao giờ thì sử dụng accusative. Mình hy vọng là sau clip số 9 và clip số 10 này, các bạn đã hiểu rõ khi nào thì mình sử dụng nominative và khi nào thì mình sử dụng accusative. Nó sẽ giúp cho các bạn học tiếng Đức dễ dàng hơn. Bởi vì việc biến đổi mạo từ, việc nắm vững những casus, tức là các cách ở trong tiếng Đức là nominative, accusative, dative hay genitive là thực sự quan trọng, bởi vì nó là xương sống của ngữ pháp tiếng Đức. Nó sẽ theo các bạn mãi về sau này. Clip số 10 của mình đến đây là kết thúc rồi. Mình cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở clip số 11 nha. Vielen Dank, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.